yêu sao tiếng gáy chim cu, gầy đà bể nước lời ru của Bầm. Đây, báo cáo các bác là hai em này thì nếu mà các bạn úp được cái đôi nào như này á, các bác dùng cái khay như này, các bác cắt mấy cái lát cà chua ra rồi các bác để ít cám vào cái khay nhôm như này, và các bác để quả đu đủ cắt ra cho cám lên. Đấy, có một ít thịt ba chỉ hoặc là có một ít thịt lạc ấy, các bạn cắt ra các bạn để lên bọc này. Thì đúng khoảng 2 ngày là nó có thể là ăn và nó sẽ ăn cám. Đấy. Rất là nhanh, dòng này nó ăn tại. Con ngoài là con trống, con trong là con mái. Dòng này cũng được hay phết, đuôi dài. Này gọi là giải cùi, hay còn gọi là viên hương, hay còn gọi là nó của hoàng đất, của hoàng nửa. Con này những ưu điểm là màu xanh, quái cá, đuôi dài, khá là đẹp. Có cái lồng AV lớn này, thả vào nuôi bay phấp phới. Ơi! Đây là mới, thì bạn nên thuần và những như này. Này mình thực hiện mục đích là hướng dẫn các bạn là cho ăn những cái gì khi mà mới nhận về. Thường là hoa quả và cám và thịt, thạch thùng, ăn nằm, thịt lạc ba chỉ, cám, cà chua đu đủ, cái thứ đó là ăn. Ngày này gần như là cái tỷ lệ bẫy được xong mình cúng cám là gần như không chết con nào. Vào cám rất dễ luôn, chỉ cần có một con nào thuần thuần ở đang ở trong ăn theo luôn. Còn ngoài ra thì nếu như mà các bạn mua những cái đôi thuần thuần thì mình vào cám lâu rồi để cho các bác đây, nó những cái đôi như này thuần lắm đấy. Thì ở cái kênh chim cu gáy của mình thì ra là cũng khá là nhiều người quan tâm và cũng khá là uy tín. Khi mà mình nhận đặt cọc hay là chuyển khoản mình sẽ chuyển hàng cho các bạn đấy, thuần là thuần như các bạn thấy không? Đôi rất là dài luôn và mình cho ăn cũng rất là thoải mái luôn. Thường là cứ một vài ngày mình sẽ cho cái bọn bổ ăn, thì mình cho bọn này ăn luôn. Nó đúng ra là chỉ cho ăn cám không thôi. Các bạn chỉ cần cho ăn cám không là tự nó cũng... Tất nhiên lâu lâu phải cho ăn bữa thịt các bạn nhé. Ăn bữa thịt chứ ăn cám không là nó cũng sắc chim lắm. Đấy, các bạn đuôi rất là dài luôn. Đôi này rất là thuần. Đôi này thì cũng lịch là ngày mốt cũng chuyển cho một khách hàng. Đấy, ở Quảng Ninh. Anh ta cũng đã đặt đủ tiền rồi các bạn nhé. Những cái kênh chim cu gáy hay luôn luôn có những cái khoảnh khắc, những cái chia sẻ mới mẻ nhất. Các bạn có thể đăng ký và các bạn có thể theo dõi những cái video của mình chia sẻ cho các bạn để các bạn xem. Ok, xin chào các bạn. Số điện thoại để các bạn mua và tư vấn kỹ thuật là 0335305982. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Yêu sao tiếng gáy chim cu, gầy đà bể nước lời ru của Bầm.